dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác văng mưa gợi niềm chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Tầm tay giữa tiếng ru chậm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây dù hồn nắng ngủ say, lời yêu cho đong đầy đón em thu mây bay, tiễn em xuân chưa phai. Xót ngày vắng còn gì đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy. Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Video ngày hôm nay là video cuối cùng mà em sẽ dành thời gian để lên clip cũng như gửi tới bác khách đang quan tâm tới chiếc đầu giải mã Kim CD Mazang SA8004. Con đầu giải mã này thì trước đây em cũng đã làm một cái clip giới thiệu qua về hình thức cũng như chất âm và những cái tính năng chơi. Nhưng tuy nhiên thì ngày hôm nay em sẽ có một clip giới thiệu chi tiết về cái những cái tính năng chơi nhạc có trên thiết bị này. Như các bác cũng đã biết thì trong cái hệ thống những cái đầu giải mã mà Kim CD thì ở trên thị trường cái mức giá dưới 10 triệu rất là ít. Chúng ta chỉ tìm thấy những chiếc đầu CD hoặc là đầu MD cổ thì sẽ có cái mức giá đó. Còn những cái thiết bị thế hệ đời mới như Mazang SA8004 ở đây thì nó sẽ có mức giá khá là cao, trên chục triệu. Cả những cái sản phẩm như của Đơn Đông 1500RE nữa. Thiết bị này với mức giá là 15 triệu thì ngày hôm nay em sẽ quay cho các bác xem hình thức này. Sau đó em sẽ giới thiệu những cái tính năng chơi nhạc cũng như giải mã có trên thiết bị này. Các bác lưu ý nhá, đây là một cái nhu cầu CD kiêm giải mã và em sẽ lựa chọn một cái con CD đời mới với những cái option mới để các bác cùng nghiên cứu. Bây giờ em sẽ đi vào cái hình thức thiết kế của cái con SA8004 này. Hiện tại thì em đang chơi nhạc từ iPhone qua cái cổng USB phía trước. Con SA8004 này là con thứ 5 về hàng tại shop. Ngày hôm nay thì con máy này về hàng rất là đẹp, hình thức em đánh giá khoảng 95%. Các bác có thể thấy là mặt trên cũng được, cũng có những cái xước răm, tuy nhiên nó rất là bé, chúng ta sẽ khó nhìn thấy bằng cái mắt thường khi mà không có ánh điện. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một con 8004 với cái phong cách thiết kế cánh buồm đặc trưng của Mazang. Tuy nhiên thì trên 8004 thì nó đã trang bị một cái khay đĩa CD ở đây để giúp các bác có thể chơi CD. Và đặc biệt cái chế độ CD của 8004 nó là chạy Super Audio CD, có nghĩa là các bác có thể chơi được cả định dạng đĩa SACD. Đó. Ngoài ra thì đây là một con đầu giải mã, con CD tích hợp giải mã, vì thế những cái cổng kết nối quan trọng như là đường TV này, các bác sẽ có cổng quang này, cổng từ máy tính sang nữa. Ngoài ra thì các bác có thêm một đường coaxial ở đây. Đường này thì các bác, em sẽ khuyến khích các bác nên mua một cái bộ thu Bluetooth của Urin để có thể nâng cấp cái khả năng chơi nhạc không dây cho thiết bị này. Ở đây là đường vào nguồn điện 100V này. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một đường RCA ra âm ly thôi, có thế thôi. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có khay đĩa, màn hình hiển thị đèn led này, rồi chúng ta sẽ có USB với iPod và USB. USB này ngoài cái khả năng chơi nhạc trực tiếp từ iPhone, iPad, iPod ra, các bác cũng có thể cắm cái USB để các bác cóp nhạc vào để chơi qua cái thiết bị này. Đó. Thì sau đó chúng ta sẽ cũng có thể khả năng chơi nhạc từ CD nữa. Vậy là chúng ta đã có ba cái tính năng chơi nhạc chính, đó là giải mã tín hiệu từ Smart TV này, chơi đĩa CD này, tương thích với iPod và iPhone và USB. Ngoài ra thì các bác cũng có thể truyền nhạc từ máy tính sang qua cổng USB PC. Và cái tính năng cũng rất là quan trọng và hay nữa là các bác có thể mua thêm một bộ thu Bluetooth của Ugreen để các bác có thể nâng cấp cái khả năng chơi nhạc không dây của con Mazang SA8004 này. Ok, SA8004 thì với mức giá là 15 triệu thì các bác đã có được những cái tính năng cơ bản như thế. Và linh hồn của chiếc máy này là bộ giải mã DA của Secret với mã CS4398 cho cái chất âm, trung âm rất là mượt mà và chi tiết. Ở trên mặt thì chúng ta cũng sẽ có những cái nút điều chỉnh tùy biến cơ bản như là neck bài, nùi bài, ra đĩa cũng như là play, pause và tạm dừng. Ok,
Vừa rồi thì em cũng đã có chia sẻ với các bác những cái đường chơi nhạc mà trên một con đầu DA Kim CD SA8004 làm được. Chúng ta sẽ chơi nhạc từ CD này, từ USB, điện thoại, hoặc là các bác có thể chơi nâng cấp lên khả năng chơi Bluetooth. Ngoài ra thì cái tính năng từ chơi từ TV thì không thể thiếu rồi. Bây giờ sẽ demo cho các bác nghe một bản nhạc từ TV. Chúng ta chỉ cần chuyển về cái đường, tạm dừng lại cái chế độ này và chuyển về cái đường input các bác nhé. Các bác chuyển về đường optical. Đây. Ở trên màn hình hiển thị của DA nó đang có cái số nào op 48khz, có nghĩa là nó đang giải mã tín hiệu 24 bit các bác nhé. Giải mã từ Smart TV. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về cái tính năng chính, đó là CD, để các bác cùng tham khảo nhé. Thank you.
giới thiệu tới các bác chiếc đầu CD SACD với cái khả năng chơi nhạc từ cả CD cũng như rẻ mã với mức giá là 15 triệu. Bác nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm 0966 050 917. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.